Đám đang cần kề cũng là lúc HTV và G-Motion có dịp gặp lại khán giả trong một chương trình vô cùng đặc biệt. Đại nhạc hội giao thừa đến HTV chào xuân Canh Tí 2020 không chỉ mang đến một sân khấu quy mô với những tiết mục được dàn dựng công phu, độc đáo, không gian âm nhạc rộn rã đậm sắc xuân. Đến HTV còn là nơi quy tụ của những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh đó, quý khán giả của màn ảnh nhỏ sẽ được gặp gỡ những nghệ sĩ đầy tài năng và được rất nhiều người yêu mến. Xin chào tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, năm nay Hương đến với chương trình bằng một bài hát rất là đặc biệt. Thật ra bài hát này Hương viết từ rất lâu rồi. Trong những lần lưu diễn từ nước ngoài về, khi máy bay sắp sửa đáp xuống quê hương Việt Nam, thì Hương nhìn thấy những lô nhô, những cánh đồng, rồi những mái nhà nó đang chen nhau chi chít. Thì trong đầu Hương nghĩ rằng là mình phải ước mơ một cái gì đó. Nếu mình là họa sĩ, mình sẽ vẽ một cái gì thật đẹp cho quê hương của mình. Hương mong là tới một ngày nào đó Việt Nam sẽ tiến bộ, mạnh mẽ và phát triển. Và đúng như ngày hôm nay, Việt Nam đã phát triển rất nhiều. Và trước thềm năm mới, Hương xin kính chúc cho tất cả quý vị khán thính giả của Hương ở khắp mọi nơi, cũng như là người dân Việt Nam, một năm an khang thịnh vượng. Và quý vị nếu muốn nghe bài hát của Hương Việt Nam 2020 như thế nào thì hãy đón xem ngay đêm giao thừa 21:45 của HTV7. Đón xem nha. Chúc mừng năm mới. Bài hát Xuân mang niềm vui lần này Tiên mang đến HTV là một ca khúc do chính Thủy Tiên sáng tác, diễn tả những cái cảm xúc của mình đối với những cái mùa xuân, những cái dịp Tết đến thì những cái sự nôn nao như thế nào và những cái sự mong chờ may mắn đến như thế nào. Hy vọng là tất cả quý vị khán giả sau khi nghe bài hát này thì sẽ lấy hơn trọn năm. Vâng, Cẩm Ly xin chào khán giả của chương trình Tết HTV. Trong đầu năm mới, xin kính chúc tất cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Và đến với chương trình Tết HTV năm nay thì Cẩm Ly đem đến cho quý vị một ca khúc với một cái version mới. Và hy vọng rằng những cái lời chúc ở trong cái ca khúc này quý vị sẽ nhận được ở trong cái đời sống thật của mình. Một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi, rất là quen thuộc ạ, Xuân quê tôi. Và quý vị hãy nhớ đón xem chương trình Tết HTV trong đêm giao thừa vào lúc 21:45 trên kênh HTV7 nhé. Hãy cùng đón giao thừa với Tết HTV chào xuân Canh Tí 2020. Chương trình do HTV và G-Motion phối hợp thực hiện để gặp gỡ những nghệ sĩ yêu thích và tận hưởng không khí náo nức trước thềm năm mới vào lúc 21:45 đêm giao thừa 24/1/2020 trên kênh HTV7.